Việt Nam là suy, Phật giáo là nguồn, nguồn làm suối đẹp nước tuôn hoài hoài. Từ nguồn ra tới biển khơi, Việt Nam Phật giáo sử văn hóa đền thờ vua Lê đã khép lại chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng lễ cắt băng khánh thành ngôi bảo Hùng Bảo Điện của chùa Phúc Lâm. Thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý đoàn và chúc quý đoàn mạnh khỏe, và xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã nhiệt tình cổ vũ cho đoàn. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức xin ra chân thành cảm ơn.